15 năm xa nhà để ăn tập với nhảy cầu, Phương Thế Anh sẽ có lần đầu dự SEA Games ở tuổi 21. Cảm xúc sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với người nhảy cặp Tùng Dương đã có lần thứ tư tham dự. Hơi tâm lý một chút, cũng vui anh ạ, vì là kỳ đầu tiên được tham dự, được thi trong ngày đầu tiên là cũng vui. Bộ đôi này mới nhảy cùng nhau được 2 tháng, thời gian tập trên cạn, thậm chí còn nhiều hơn ở dưới nước. Vì thế cả hai đều phải nỗ lực vượt khó để tìm sự ăn ý trong từng tổ nhảy. Những ngày đầu thì sẽ không thể đều được luôn. Bọn em còn chỉ thời gian là khoảng gần 2 tháng. Bọn em tập luyện và để nhảy cho đều thì bọn em phải nhảy với nhau, trao đổi với nhau. À, nếu mà nhảy đơn 5 cái thì bọn em nhảy đôi rồi nhảy đến 7 cái để cho nó đều hơn. Trong 2 tháng tập luyện đấy thì cũng có một số tổ bọn em đều, có một số tổ là động tác nó khó, cho nên là nó khó có thể đều nhau được. Hôm nay họ sẽ có màn thể hiện trước đông đảo cổ động viên nhà. Dù biết đã nắm chắc một tấm huy chương, nhưng cả hai sẽ đều quyết tâm có những màn trình diễn ấn tượng ở 6 bài nhảy. Biết là được ở trong tay nhưng mà mình vẫn phải cố gắng nhảy tốt cái bộ của mình để có thể xuống nước được cái trạng thái tốt nhất và đẹp nhất thì mới ra thành công nhất. Đây sẽ là tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp của cả Tùng Dương và Thế Anh ở đấu trường SEA Games. Một động lực to lớn để cả hai vận động viên này tiếp tục cống hiến cho nhảy cầu Việt Nam. Quyết tâm!